out on Collins. I be Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tập này mình sẽ đi vào con Aurora để cắt mấy cái cửa mà cần cái laser cutter ấy. Lấy hết đồ rồi sau đó đi kiếm magnetic. Thì mình đã nghiên cứu và biết được thì nó nằm ở dưới chỗ Charlie's room, chỗ mà nắm mấy cái nắm mà hồng hồng lần trước mình đi á, gần đây nè. Thì chắc là mình sẽ đi kiếm magnetic trước đi ha, cái đó gần hơn. Giờ mình phải dọn cái tủ này lại mới được. Ủa, nếu nó phân hủy rồi mình có còn ráp được không? Không biết luôn. Để bơi qua đây. Cái lần xây nhà thứ hai của mình thì mình sẽ sắp xếp mấy cái này gọn lại. Đâu rồi? Mấy cái hòm đồ của mình sẽ dời trong. Dời xây tạm là để thôi. Chủ yếu là cái máy quét á. Ủa, dưới này có gì vậy? Ồ, mình dục đây nè. À, giờ dục ở đây đúng rồi. Quăng ra. À, chuột phải nó cũng quăng ra thôi. Mấy cái này thì cất vô lại. Trong kia, cất trong kia cũng được. Ngoài này cũng được, không sao. Còn lót không? Này ruby. Đây còn lót nè. Khoáng sản này cất trọng. Còn mấy cái mỏ vật san hô này quăng ra ngoài. Rồi mình có thêm hai cục pin rồi, hai cái này cần thêm đồ ăn thức uống nữa. Đồ ăn thì bắt cái ý. Đây, ồ, này không bắt được. Còn nào nữa? Hai này không ăn được. Ít gì? Đây nè, nhóc hết nè. Lại đây. Ừ, khó quá vậy. À. Rồi. Ăn uống rồi đi tiếp. Có cần nghe tín hiệu radio không? Nghe tín hiệu radio thì chắc là tập này sẽ dài hơn nữa. Để mình coi lúc mà mình xong ở Aurora rồi á. Nếu mà tập này còn nghe chưa dài quá thì bấm radio tìm hiểu tiếp. Ăn vô. Thức ăn ok, nước uống nhóc hết đây. Ủa, còn ba bình gì? Uống thêm lần nữa. Còn một chai nước xi mọt mình để trong đó. Rồi làm hai chai tạm đi. Rồi lấy xi mọt qua bánh đi. Đi vô được không? Ô ô, đụng đụng đụng. À, bên nào ta? Đây. Mình cần phải sửa xi mọt lại nữa. Ít lộn lộn lộn. Rồi. Làm hai chai nước rồi đi. Mình có máy lọc nước nhưng mà điện năng thì chưa đủ để làm đâu. Xuống. Giờ hình như cái Charlie's room là đi theo hướng cái nhà mình luôn á. Đây nè. Nếu nhớ không lầm thì là vậy. Phải không? Khoan, để nhớ lại cái Aurora nằm ở đâu. Đây, Charlie's room. Mình nhớ là ở gần nhà lắm. Ây, có phải ở đây đâu? Đâu đây ông ta? Ripback kìa. Chào cái. Hình như trên người rất bác cũng có những cái quặng để mình thu thập nữa. Phải không? Thôi nhưng mà thôi, kiếm chủ yếu là kiếm Charlie's room đi.
Ý phải kìa, phải không, phải không? Đúng rồi, đây nè, dấu hiệu nhận biết nè. Mình chỉ xuống được 300 mét thôi. À, có thì lấy. Bạc. Ổn, ổn. Rồi. Ha ha. Bây giờ mình sẽ đi coi. Đẹp quá. Mấy con rắn đâu, mới có tấn công cái thuyền mình không nữa. Chỗ này rộng quá trời luôn á. Đang ngược mình hay gì? Rồi. Những cái magnetite nó sẽ nằm đâu đó dưới đây. Trứng của mấy con rắn rồi phải không? Hay là nấm? Trứng nhiều quá trời luôn. Ô, đụng trúng gì vậy? Ơi tội nghiệp quá. Cái này là có kim cương trong này không? Để coi thử. Vàng. À không phải. Rồi hành trình đi kiếm magnetite bắt đầu. Hơi khó dòm nha. Cái quặng gì đây? Nó nè phải không? Nguyên cái quặng. Phải có bronzot mới làm được. Bronzot mình có đủ công thức chưa? Bộ đồ con tôm. Mình vì lý do là không thể nào kêu C1 là bốn đêm quen được cho nên kêu vậy luôn. À, cái này làm ở Modification Station. Ok. Pick up date. Bronzot mình chưa có hả? Có cái bronzot là sẽ có magnetite thôi. Hình như trong Aurora có bronzot. Để nhớ. Đúng rồi, trong Aurora có bronzot đó. Vậy là đúng ra là mình phải vô Aurora trước. Chỗ này thì cũng có thể là sẽ có. Khoan. Cũng có thể là sẽ có những cái quặng magnetite nằm xung ở dưới đất nè. Ê, kim cương kìa. Nằm gai gác dưới đất. Mình sẽ kiếm một vòng thử. Nếu mà không có thì gì đây. Nữa nè. Ý đâu phải đâu. Bị lừa rồi. Kiếm vòng thử, nếu không có thì sẽ đi vô Aurora. Dưới đó có gì kìa. Coi lại coi. Ê ê ê. Ôi trời, ôi trời. Trong này có gì không? Mắc gì phải xoay vòng. Ý nè 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 nè. Một. Trong này có gì luôn. Hai. Magnetite thì để nâng cấp cái phòng quét của mình. Ê, làm chip chứ, làm chip để biết được cái chỗ để lượm thạch anh á, mình đang quét thạch anh á. Nhưng mà phải kiếm thêm nữa. Nè, hai cục nè. Cái con gì nó đang sau lưng mình hay gì vậy? Không dám nhìn. Đúng rồi. Nó có nó cạp C1 mình kìa. Sao mày dám làm như vậy? Trên này có không? Không thấy đâu hết. Vậy là phải ở chỗ mà có đất như vậy mới có à. Đây con ngoằn nữa nè. Đây còn không? Ít vậy sao? Rồi qua đây mấy cái này đập luôn đi, có khi cần á. Vàng. Đây còn quặng nữa nè. Ủa cái PDA kìa, lần trước mình bỏ qua chỗ này hả?
lithium để kiểm tra lại cái hầm đồ, cái yêu cầu nhiều nè, không sao đâu. Mua miếng nước lọc vô rồi qua đây. Chỗ này thì có cái quặng vàng nè, phiến đá, kim cương. Đây cũng có cái nữa nè. Rồi PDA. Yeah. Signal location uploaded to PDA. Bị ghi chép môi trường hả? Ôi vậy là dịch rồi phải không? Đọc luôn. Khoan, sửa xi mọt lại. Nó bơi qua nữa thiệt à. Rồi bây giờ, nó bơi qua kìa. Kiếm đường ra thôi. Chỗ này đã khám phá hết chưa? Tại sao để mấy cái thùng này ở đây làm chi? Để nhìn kỹ qua cái. Chỉ có PDA thôi. Đúng rồi. Đường ra nằm bên này hả? Khoan. Nếu mà vô trỏng là mình... Đây có gì nữa nè. Mấy con rắn. Chỗ này mình vừa vô. Chạy 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 chạy. Trong này không có gì. Quái kia quái kia quái kia. Cũng không có gì luôn. Nó có cạp xe mọt mà đúng không vậy? Hình như không. Vô. Cái đường ra nằm ở đâu vậy? Đáng lẽ phải vừa đi vừa nhớ chứ. Xuống lầm cái. No. Cái cầu ngoạn mà thôi. Trong này nhiều vậy ha. Đây đường ra đây phải không? Thường mấy đường đi lên mà gồng gồng như là đường ra đó. Nhưng mà như không phải đường nãy. Đường khác. Đúng rồi, đường khác. Chì. Đây luôn đi. Còn không? Hết rồi, về. À, này nằm ở chỗ mà mấy cỏ mà nó đỏ. Còn chỗ nãy mình vô là gần nhà mình lắm. Mà đi xa quá trời luôn. Cái khu ở dưới nó rộng quá trời rộng luôn. Năm trăm, ba trăm. Quên tắt đèn đó. Pin mình 98%. Hả? Tại sao là 98 ta? Mình xài pin ion, mình nhớ là nó mất một phần rồi mà. Chẳng lẽ cái môn phô của mình nó sạc luôn của pin à? Ghê vậy. Rồi vô cái. Ý. Đúng là cái vị trí này nó hơi hẹp. Rồi làm cái mình làm cái này nè, chip máy tính với lại nâng cấp phạm vi vận đồng. Ok. Chip giao diện phòng quét. Nâng cấp phạm vi. Để vô đây. Đây. Ý mình có thể nâng cấp tốc độ và nâng cấp phạm vi là có thể quăng vô thêm phải không? Vậy mình cần phạm vi. Tốc độ đâu cần đâu, mình đi hoài mà. Đúng là sai lầm khi mà chọn tốc độ. Vậy mình làm 4 cái phạm vi luôn là nó sẽ quét hết luôn cho nguyên chỗ này. Scanning nó vẫn đang quét nè, bây giờ nó quét được vậy. Nếu mình ngưng thì thật anh nó vẫn còn hiển thị ở đây ông ta. Chưa biết, nhưng mà đã tốn thời gian quét rồi thì chắc là không nên ngưng đâu. C1. Mình cần phải vô Aurora. Nước với thức ăn. Để làm đầy lại thành thức ăn đi.
Xây nó ở đâu đây? Cho nó tiện tiện chút xíu. Ở đây tiện không? Lấy đồ thì lấy bên này. Chị để đây đi. Tại mình sẽ để đồ nguyên khu này luôn nè. Nguyên khu này cũng để đồ luôn. Lúc đó thì chắc để mấy cái đồ sạc này nọ. Mình cần thêm điện nữa chứ. Có nhiều thứ phải làm quá. Chắc mốt phải ghi cái danh sách ra để tập này làm này, tập kia làm kia. Chạm sửa đổi. Mình có thể làm cái này luôn rồi. Làm luôn á. Chip máy tính Titan với kim cương. À để ăn cái. Để làm xong mấy thứ đó đi rồi mình đi. Thì dao nè. Ý có bia nè. Ha. Cầm cái coi. Đẹp quá. Ủa mà mình đâu có dưới nước đâu mà sao nó soi soi nước lên như kỳ vậy. Tính ra game này còn nhiều cái phải sửa lắm à. Cái này mình cần bình oxy tích cao và 4 lithium. Có luôn. Đây. Ba cục, cục nữa. Có giùm tôi cái. Hả? What? Hết hả? Trong này ấy còn nè. Rồi. Coi được nhiêu oxy nha. 200 mấy luôn. 225. Yeah. Chân dịch. Còn không? Hai cao su dẻo, chân dịch, titan, lithium. Ấy còn một lithium. Lấy luôn. Yeah. Chân dịch tốc độ cao để nhìn nó cái. Đáng kể ha. Nhìn nó vẫn sida như thường. Còn gì nữa nâng cấp nữa. Súng từ trường. Súng lực đẩy. Hai magnetic. Mình có magnetic nè. Tác động lực đẩy cực kỳ lớn lên vật thể trong phạm vi tầm bắn. Mình có cần cái này không? Cyclops Death Module MK2. Death Module. Đi sâu hơn á. MK2 á. Vậy được MK1 đâu ra mà nâng cấp lên. À làm ra luôn nè. À hiểu rồi hiểu rồi. Còn cái gì để làm nữa? Hết rồi, có cái Cyclops này là được nhất. Để mình kiểm tra coi còn cái gì có thể làm nữa không? Cửa ngăn. Máy lọc nước, bioreactor. Mình cần đi qua cái vùng lava bên đó để dẫn điện về đây. Nhưng mà mình nhớ phải muốn dẫn điện về phải có cái gì nữa. Máy nhiệt điện nè, cần phải có cái gì nữa mới dẫn lại được. Mình chưa quét hay gì á. Ơ, gì? Bỏ ra. Rồi, thôi bây giờ vô Aurora đi. Giờ mình coi đường vô cái đi. Ê kìa, nói kìa. Mình vô đây. Không phải coi cái đi. Đâu có tốn cái gì đâu. Nó không qua đây không gì? Đang qua đây phải không? Ủa đang qua đây kìa. Ha ha. Nhắm nó thôi rồi vô. Con sức hút lạ kỳ sao? Ui nhảy cao quá. Rồi ngưng ở đây. Vô. Phải đường này không? Mình nhớ đường này mình khám phá hết rồi. Để trên đầu trên đó đó. Qua bên nào? Bên đó hình như là khám phá hết rồi. Qua đây nè. Ý ý ý ý. Biệt lắm. Và như lần trước là mình đã bỏ quên một cái gì của Cyclops á.
mình đi ngang qua mà không để ý, coi lại thấy trong cái chỗ mà mình đã sửa cái rò rỉ hạt nhân á, có cái gì của con Cyclops á. Nhiều đó cũng quên được. Như đó không biết có gì để quét này nọ không. Nó chắc là không đâu. Giờ laser cutter đâu? Số 4. Đúng là bơi nhanh hơn thiệt. Vô đây. Cửa đã bị niêm phong thì cắt nó ra. Vô rồi kìa. Để mình coi lại locker room Ron Bay. À Ron Bay. Chơi này nó quét Ron suit nè. Trong đây là locker room, là cái phòng. Nhìn PD mới nhớ hồi nãy có cái PD mà chưa đọc. Đâu rồi? Tín hiệu gốc của cán cứu trợ 4. Cán cứu trợ 4 này mình đã khám phá rồi, không có cần. Alien Van. Ở dưới một cái mà Alien Van là cái mà hút nước vô mà tập trước mình đã khám phá thấy đó. Nó hút nước, nó hút nước vô và nó nói là cho ở sau ở dưới còn một cái phần nào đó rộng ở dưới nữa, nó hút vô đó đó. Ghê quá. Legacy Survivor, ghi chép môi trường nè. Pau Togo. Mình quên lần Pau là cơ cha hay con rồi. Như là cha. Đây là ghi chép của ổng. Độ an toàn của môi trường là C. Còn để sống được dễ dàng không là B. Không biết là răng kiểu gì nữa. Có nhiều lối ra vào nè, là cái Charity Room đúng không? Đây là nói về cái con rắn ở dưới đó. Trong đó thì có mấy cái nó không có vững, trong cái hang nó không có vững. Có nhiều nguồn tài nguyên à. Chỗ này mình dịch không biết chuẩn không nữa, nhưng mà có vẻ là có nhiều nguồn tài nguyên. Size 7. Khu vực số 7. Khu vực số 7 đã được chọn là cái nơi lý tưởng nhất để xây dựng công trình để sống. Vì nó ở gần cái cổng đi vào cái hang. Cái khoảng cách giữa nó với lại những cái con rắn là rất là cũng ổn, tạm ổn. Cái đất thì vững. Còn vật liệu thì nó thì kế bên luôn. Là cái chỗ hồi nãy mình lấy cái PDA đó. Ú, còn 42%. 42 giây oxy chứ. Quên. Tập này nhiêu phút rồi? 38 phút. Vậy là xong Aurora này ngưng luôn. Ú, cái PDA này phải đọc mới được. Nói về nhiệm vụ của Aurora. Nhiệm vụ tìm và giải cứu. Đây là nhiệm vụ chính của Aurora nè. Giải cứu những người Mông Cổ trên con Derasi ha. Vậy là đây là nhiệm vụ chính của Aurora. Vị trí cuối cùng nhìn thấy ở trên cái hành tinh 45467 là hành tinh này nè. Ở khu vực Aria. Cái này không biết đọc sao, âm gì đó. Nhưng mà cái chỗ này là chỗ mà còn Aurora đã được nói là tới đây để xây một cái cổng dịch chuyển. Mà nó đã tới rồi nè. Và còn một nhiệm vụ ẩn nữa là nhiệm vụ này nè. Là để giải cứu những thành viên Degasi. Cái này thì nó kể lại là tại sao Degasi đó biến mất thôi. Nhiệm vụ. Đây là chi tiết nhiệm vụ. Hiệu ứng slingshot là dùng cái
dùng cái hành tinh này để rẽ, để trái rẽ phải này nọ, thì dùng cái hành tinh này để rẽ qua, cho nên nó đã tiếp xúc với hành tinh này gần như vậy đó. Nó đã thêm những cái thiết bị mà liên quan tới di chuyển ở dưới nước cho con Aurora này. Thì ra là vậy. Coi còn gì khám phá nữa. Có PD nào nữa không? Có nè. Lời đề nghị ngọt ngào. Có là đọc liền. Vui quá trời vui mà. Legacy đóng lại. Lời đề nghị ngọt ngào đâu? Ủa sao mất tiêu luôn rồi? Aurora mất tiêu luôn. Vui vậy. Rồi còn gì nữa không? Hình như hết rồi. Giờ đi quét cái bronze ở đâu? Đây, run bay đây. Ủa có gì đây nè? Cục pin. Cái nước. Đang khát nước luôn rồi, uống luôn đi. Lụm lên, rồi đi vô run bay, he he. Phải ngoài đời mà sửa chữa thần kỳ vậy là quá ổn rồi. Mở cửa. Đây, bronze sword kìa. Bộ đồ con tôm của tôi kìa. Quét liền. Originating on the other side of the hull breach in this room. Nó đã quét được cái tín hiệu gì đó của cái Blackbot, dữ liệu của Blackbot đó, quá nhanh đó. 4 mảnh lận. Cái này làm luôn suốt con suốt bây giờ luôn không? Hay tập để tập sau làm đi. Yeah. Con suốt. Tại sao lại dịch là bộ giáp Ron, phải dịch là bộ đồ con tôm chứ? Không biết tiếng game có nhỏ quá không ta? Đừng lên xíu. Rồi mình nó nhặt được cái tín hiệu gì đó ở trên đó. Thì đi coi thử rồi. Không biết chỗ này còn cái gì của Bronze Sword mà mình chưa kiếm không? Ở còn dưới nước kìa. Thôi đi xuống dưới nước cái đi rồi lên đây. Vậy thôi sao? Chỉ có duy nhất cái bình chữa cháy thôi đó. Hay tại kia tìm chưa kỹ ta. Living Quarter, chỗ này là khu sống sao? Khu sống. Cái khu mà để mọi người sống sống này nọ. Ở, mà ở chứ mà sống. Nước lọc. Ở sống cũng thứ thôi nhưng mà dùng từ ở nó hợp hơn. Bình chữa cháy đâu? Thực đơn hôm nay. Trái cây khô hoặc là đậu. Cottage là cái gì? Nó có giải thích mà thôi. Kệ đi. Trong này không có gì để quét hết. Đây là cái căng tin nữa. Thêm bình nữa. Chỗ này bị khóa rồi. Không vô được. Đi ra. Cái giường đơn nè. Trời ơi. Tốn công làm cái giường đôi. Vậy thôi đó. Nó là đây. Nghe cái. Hình như là cái cô Ahem này là thích cái cô Wilson. Cái cô Wilson này là thích đàn ông. Cho nên họ đã cãi nhau. Vậy thôi. Rồi tôi có pin. PDA nữa nè. Gì đây? Thì chỗ đó, cái này nó nói về cái vấn đề từ thiện của Altera. Altera Arm là cái chương trình mà khi bạn bỏ cái tiền từ thiện vô á thì nó sẽ được dùng để huấn luyện những cái người tân binh. Rồi cái tiền từ thiện của bạn thì hên xui bạn sẽ được một cái giải gì đó.
nó không có để, nó không có ghi là giải gì, có thể là trúng tiền, tại nó ghi lottery là chắc là trúng tiền. Chỗ này xong rồi, qua đây. Không có PDA, không có poster này nọ luôn hả? Đây có nè, bronze suit nè. Chỗ này ok luôn. Bên đây cũng ok luôn. Và bây giờ không có mật mã để vô phòng chỉ huy. Đây có được, có cái này nè. Con mèo. Mình còn cái phòng thuyền trưởng như là một cái mã gì đó mà mình không có. Có thể dưới này sẽ có PDA mà mình không để ý. Ý mình đang đâu vậy? Ủa đây là đâu? Nếu mình bơi đại nhưng mà mình phải nhớ đường ra mới được. Nếu bơi đại đâu? Rồi. Đây nè, mình bơi đại từ đó cái qua đây luôn. Có gì đây? Rồi xuống dưới đó coi cái à, có cái đem cái đèn theo không vậy? Đèn pin đâu? Đây, còn 14% mà. Chứ không cần cái dao làm chi đâu. Có đây thơ Termino nè. Dữ liệu hộp đen của Aurora. Nó kể về cái quá trình mà mọi người đã thoát khỏi Aura lúc mà nó bị bắn á. Mình là non-essential system, mình sẽ là nhân viên bảo trì hệ thống mà không có quan trọng. Mình kiểu như đem theo cho vui thôi á. Rồi, còn gì dưới nữa? Cứ như đây thôi đó hả? Có đường vô nè, nhưng mà bên này phải kiểm tra kỹ mới được. Rồi vô đây đi. Oxy khỏi phải lo. Đây, laser cutter. Có gì trong này? Đây không biết. Khoan cái này, mình đã lấy rồi. What? Cái khu này vô rồi hả? Giờ đi coi thử cái. Mật mã đã bấm rồi. À, cái này đường bên kia. Vậy là đường ra là ở đây nè. Rồi ra ngoài luôn. Vui vậy? Ý, lờ đề nghe ngọt ngào nè. Hơ. Chạy xuống luôn, mệt quá. Mà nãy kiếm muốn khùng luôn không ra. Thì ra là nó. Vậy tức là khoang số 1 sẽ chứa cái mã của khoang chỉ huy. Cái game này lên làm như vậy. Thì đường nào đây? Trời ơi mệt quá. Rồi đi thẳng. Bên trái. Đây khoan một đây. 1869. Mở ra cho tôi. Đây sẽ là mật mã quan chỉ huy phải không? Integrating new PDA data. Không có mã gì hết vậy. Nó ghi cái xàm xàm vậy đó mà không cần dịch gì đâu. Hộp sơ cứu rồi. Kẹt. Cái nón. Đồ chơi.
uống nước ăn đồ ăn vô. Ý không phải giục uống chứ, giục đâu rồi đây, ăn vô uống mấy miếng nước vô này luôn, không có mã luôn. Khoan chỉ huy mệt cái gì. Potter có rồi, không cần lấy làm chi đâu. Cái này làm sao để có bây giờ? Khoan số 2 làm sao để vô? Có đường nào để vô khoan số 2 không? Thôi, đi về, về nhà. Nước đẹp quá. Để ngắm con Dipper gái nơi về. Kìa nó kìa, nó bên đây được không vậy? Thấy ghê. Tao bên này nè, thấy không? Hình như nó thấy. Kệ nó đi. Về cảm giác con xi mọt này nó chạy chậm chậm sao tiếng gì à, sẵn kiểm tra coi cái máy quét của mình quét được bao nhiêu thạch anh này, để lên ủa không thấy chân gì, để lên rồi mà. Ok, ho cũng khá là nhiều. Tập sau đi lụm. Giờ không có vô cái lightbox nữa, vô nhà. Đẹp chưa? Tối nhà đẹp dữ lắm luôn. Ủa, mục đích về nhà là gì? Nghe radio. Rồi làm radio luôn. Habitat Builder đâu? Đây. Đi ngủ cái, không hết năng lượng. Rồi. Để làm được cái radio thì cần có titanium. Chứ có cảm giác là nếu nằm bên này sẽ hợp hơn. Đây đi. Rồi, nghe cái. Hình như mình cũng vô rồi hả? Ê, vô rồi. Chỗ này vô rồi. Bởi vì mà không có tín hiệu nè. Thì tập này mình sẽ dừng ở đây nha. Bye bye các bạn.